Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình cải lương kể chuyện lịch sử. Kính thưa quý vị, chương trình kể chuyện lịch sử hôm nay xin nói về sự lên ngôi của vua Lý Thái Tổ. Vua Lý Thái Tổ là vị vua đầu tiên của triều Lý, tiếp nối sự nghiệp của nhạc phụ hoàng triều là vua Lê Đại Hành. Triều đại nhà Lý là triều đại phải đối phó nhiều với các lân bang phía nam. Vương quốc Khmer trong thời điểm này có lãnh thổ rất rộng và binh lực cũng khá mạnh. Năm lần Khmer muốn xâm chiếm nước ta, nhưng năm lần đều thất bại vì các vua nhà Lý rất tài giỏi, đất nước có kỷ cương. Chim quốc còn liên kết với Tàu để đánh Việt Nam, nhưng đều bại trận. Xứ ta lúc nào cũng phải đối phó với giặc phương Bắc và sự quấy phá của phương Nam, nên mỗi lần Chim thua trận, cắt đất xin hàng, thì vua Nam cũng thả họ về để có hòa khí lân bang và khỏi lưỡng đầu thò địch, tức là phải đánh hai đầu. Sự lên ngôi của vua Lý Thái Tổ. Chương trình kể chuyện lịch sử hôm nay xin nói về sự lên ngôi của vua Lý Thái Tổ. Để có một dòng tư tưởng liên tục từ lúc sơ khai lập quốc, chúng tôi xin lượt qua các triều vua từ nhà Triệu đến Hai Bà Trưng qua giọng đọc của Nam Phong, Ngô Quyền qua giọng đọc và sự trình diễn cổ nhạc của Chí Tâm, Đinh Lê và sau cùng là Lý qua giọng đọc của Hà Vân. Nhà Triệu của xứ Nam Việt bị nhà Hán tiêu diệt, xứ ta rơi vào cảnh Bắc thuộc lần thứ nhất kéo dài 150 năm. Hai Bà Trưng khởi nghĩa chấm dứt cảnh Bắc thuộc lần thứ nhất, nhưng Hai Bà chỉ giữ nước được 3 năm, nước ta lại rơi vào cảnh Bắc thuộc lần thứ hai kéo dài 501 năm. Nhà Tiền Lý dấy lên nhưng cũng giữ nước được một thời gian, rồi nước ta lại rơi vào cảnh Bắc thuộc lần thứ ba kéo dài đến 336 năm. Phải đợi đến thời Ngô Quyền, xứ ta mới hoàn toàn lấy lại nền tự chủ. Năm 938, khi Kiểu Công Tiện giết Dương Di Nghệ thì Ngô Quyền đem quân đi đánh báo thù. Kiểu Công Tiện sang cầu cứu với Nam Hán. Ngô Quyền một mặt giết Kiểu Công Tiện, một mặt sai người lấy gỗ cặp sắt nhọn cắm ngầm ở dưới sông Bạch Đằng, xong chờ cho đến lúc nước thủy triều lên cho quân ra khiêu chiến. Quân Nam Hán đuổi theo, đến lúc nước xuống, Ngô Quyền hồi quân đánh ập lại, thuyền bị sắt nhọn đâm thủng, quân Nam Hán thua chạy. Đây là lần đầu tiên sông Bạch Đằng giúp dân An Nam làm nên sử. Về sau, Trần Hưng Đạo cũng nhờ sông Bạch Đằng mà đánh đuổi được quân Nguyên. Ngô Quyền thắng trận thì từ đó nước Nam ta cũng cởi được cái ách Bắc thuộc hơn 1.000 năm và mở đường cho các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và về sau này được tự chủ ở cõi Nam. Từ thuở xa xưa khi Ngô Quyền cắm gậy gộc dưới lòng sông để chặn đường quân Nam Hán, thì Bạch Đằng Giang đã giúp người Giao Châu thắng một trận chiến kinh. Quyền mất rồi, các con cái tranh giành ngôi vua loạn lạc nổi lên khắp nước, mỗi người hùng cứ một nơi, tạo nên cảnh 12 xứ quân, tức là thập nhị xứ quân.
Đinh Bộ Lĩnh là người dẹp 12 sứ quân lên ngôi hoàng đế, xưng hiệu là Đinh Tiên Hoàng, và dời kinh đô về Hoa Lư. Làm vua được 12 năm thì vua Đinh Tiên Hoàng và con trai lớn là Đinh Liễn bị Đỗ Thích ám sát năm 979. Khi vua Đinh Tiên Hoàng vừa mất thì nhà Tống bên Tàu đã có mặt ở biên giới, hăm he xâm lăng bờ cõi. Dương Vân Nga và Triệu Thần vô cùng bối rối vì nguy cơ bên ngoài và nội chiến bên trong. Âu Chúa, con của Đinh Tiên Hoàng và Dương Vân Nga, mới có 7 tuổi. Triều thần sợ nếu có chiến tranh thì ai sẽ là người đủ tài, đủ đức để điều khiển ba quân. Thưa quý vị, Lê Hoàng lúc đó là tướng chỉ huy cả nước, song pha trận mạc, đem ngài giáp chẳng rời thân, chống giặc Tống ở biên cương mà còn phải lo dẹp tan nội chiến. Triều thần khuyên Dương Vân Nga lập Lê Hoàng lên làm vua. Như vậy, Ấu Chúa trở thành phế đế. Đây là một sự sáng suốt, cả hy sinh tán phục của Dương Vân Nga khi chấp nhận lời khuyên này. Lê Hoàng lên ngôi, xưng đế hiệu là Lê Đại Hành, lập triều đại nhà Tiền Lê. Vua Lê Đại Hành cũng lập Dương Vân Nga làm hoàng hậu. Đó là vì sao hoàng hậu Dương Vân Nga lại có hai đời chồng. Hiện thời ở Việt Nam, đền thờ vua Đinh có tượng Dương Vân Nga ở giữa, hai bên là Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Lê Sang Lý, Lý Thái Tổ. Năm 1005, vua Lê Đại Hành mất, làm vua được 24 năm. Vua Lê Long Định giành ngôi vua của anh. Lê Long Định là một ông vua tàn ác, nên là vua chỉ được 4 năm rồi mất. Khi Lê Long Định mất, con còn nhỏ, nên triều thần lập mưu đưa Lý Công Uẩn lên làm vua. Vua Lý Thái Tổ là ai mà lấy được sự nghiệp của vua Lê? Lý Thái Tổ tên thật là Lý Công Uẩn, là con nuôi của sư Lý Khánh Văn. Thời trước các nhà sư là người có học thức và có nhiều nhà sư làm cố vấn cho triều đình. Lý Công Uẩn thường theo cha nuôi vào cung nội. Vua Lê Đại Hành và Dương Nga thấy Lý Công Uẩn thông minh, hiền lành và có chí khí khác người nên rất ưng lòng, bèn gả con gái đầu lòng là Lê Thị Phất Ngân cho. Tìm người thay thế ngôi vua thì còn ai hơn được đương kim phò mã, nhất là phò mã đã được vua yêu mến lúc vua còn sinh thời. Vì vậy mà sự chuyển trào này xảy ra êm ái. Lý Công Uẩn lên ngôi xưng đế hiệu là Lý Thái Tổ. Tài liệu này trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Vua đầu tiên nhà Lý là Lý Thái Tổ đã tiếp nhận di sản hoàng triều của nhạc phụ hoàng đế Lê Đại Hành để mở màn cho một triều đại nhà Lý dài 216 năm, gồm toàn những ông vua tài giỏi và nhân đức, phương Bắc chống Tống, phương Nam bình chiêm, mở mang bờ cõi, dân chúng được an cư lạc nghiệp, đất nước yên ổn thanh bình. Vua thứ hai triều Lý là Lý Thái Tông, là người xây chùa một cột ở Hà Nội bây giờ. Vua Lý Thánh Tông, vua thứ ba triều Lý, là phu quân của thần phi Ỷ Lan. Ông thân chinh cầm binh đi chinh phạt giặc chim. Khi trở về, nghe dân chúng ca tụng Ỷ Lan đã chỉnh đốn trào ca, nước non hùng mạnh, dân chúng an vui hạnh phúc. Vua Lý Thánh Tông ngẫm nghĩ thấy mình không bằng một người đàn bà, nên ông cùng ba quân quay trở lại đánh tiếp. Vua thứ tư là Lý Nhân Tông lên ngôi lúc 7 tuổi, nhưng ông may mắn là có mẹ là Thái Sư Ỷ Lan chăm lo việc triều chính, có Thái Sư Lý Đạo Thành, có Lý Thường Kiệt, có con gái là công chúa Vân Khôi tu hành đạo đức cùng với cha giữ nước giữ tâm. Oh.
làm sao quên được ơi.